Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop Dell Vostro. Con này á thì nó là 15 inch nha mọi người, i7 Gen 10, và nó có card đồ họa RAID 2 GB. Cái viền thì nói chung là màn hình là Full HD ha. Máy thì như video mình quay đây, viền nó cũng dù là cái Gen 10 nhưng mà viền nó cũng không có được mỏng. Viền nó hơi dài một chút xíu như thế này, nhưng mà ngược lại thì cái cấu hình rất là ok. Dell Vostro 3590 i7 Gen 10 nha mọi người, RAM 16. Đặc biệt cái chỗ này nè, con này nó đắt tiền, nhất là nó đắt tiền là cái chỗ là có card đồ họa RAID, tại vì cái dòng này nó cũng có cái dòng không có card RAID nha mọi người. Card đồ họa RAID này thì 2 GB. Bình thường mình cần một cái máy văn phòng để sử dụng văn phòng, rồi đôi lúc mình vẽ vời các kiểu rồi phải có đồ họa rồi đó, thì nó vừa là văn phòng vừa là đồ họa rất là thuận tiện cho mình luôn. Đây ha. Nó còn cái bản là không có đồ họa nữa mọi người, nhưng mà đây là nó có đồ họa. SSD là 256 GB cộng với HDD 500 GB, chạy được song song hai ổ như vậy cũng tiện cho mình, là mình chứa dữ liệu bên cái HDD này không có sợ nó bị mất dữ liệu. Còn chạy chương trình thì bên SSD là cũng được rồi, có DVD nữa. Màn hình thì Full HD 15.6 inch, và màn hình thì cũng đẹp, không có thấy lỗi lầm gì hết đâu mọi người. Đây ha, 1920 x 1080 nè. Cái phím phím thì có bóng như thế này nha, tại vì là đã qua sử dụng rồi nên người ta cũng bấm nhiều á, thành ra là nó có bóng như thế này, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nữa, dán vào thì gõ kiểu quốc tế ok, mà nó lại đẹp nữa à, đúng khuôn của cái dòng này luôn. Bàn ra chuột khá là đẹp. Này thì cái tem của nó thôi mọi người, Vostro 15 3000, đây i7 Gen 10 tem bạc. Ở bên trong thì ok, không có lỗi làm gì hết trơn á, chỉ có bóng phím như mình nói thôi. Đây là cái dòng vỏ nhựa nha, cho nên là như thế này, mình quay rõ ràng cho mọi người xem thì nó cũng không có bị là bể hay chày xước hay gì hết. Chỉ có là đã qua sử dụng rồi thì nó phải có dấu hiệu là đã qua sử dụng thôi mọi người. Máy thì mình cũng chưa có lau chùi vệ sinh lắm, nhưng mà là nhìn nó như thế này. Đó, nhìn trực diện như thế này và nhìn ở ngoài thì cũng như thế này luôn. Nhìn nghiêng nhìn dọc nó cũng vậy thôi, không có bị cứng móp. Còn cũ đã qua sử dụng rồi thì nó phải có dấu hiệu đã qua sử dụng. Bên này là ngõ sạc nè, ngõ HDMI, mạng LAN, USB, USB, tai nghe. Bên này thì có DVD, rồi ngõ màn hình, rồi USB rồi nè ha, để mình kết nối. Rồi máy thì không có lỗi lầm gì hết. Và mã A132 này mình báo giá mọi người là vừa có đồ họa, vừa là i7 Gen 10, giá của nó là 8 triệu 9, ai chốt thì inbox mình. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày nha. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy á, thì lúc nào mình cũng miêu tả chi tiết từng cái chỗ một, nếu mà ai không rõ ràng cái chỗ nào nữa mọi người có thể nói với mình. Ví dụ như đôi lúc mình quên view hoặc là mình không có nhớ tới thì mọi người hỏi ha, đều có. Còn giá này mọi thứ là mình có công khai trong video hết trơn rồi, và đặc biệt là bất kỳ máy nào của mình cũng đều có bao zin. Về cái chất lượng là mọi người yên tâm, mọi người không có phải lo là hàng sửa hay gì đâu, nhà mình không có thèm sửa, nhà mình không có nhập hàng sửa chữa, bán hàng zin nguyên. Máy trầy thì bán trầy, xấu thì bán xấu, bóng thì bán bóng, mà đẹp thì mình cũng bán đẹp vậy thôi ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.